mà thấy chị kiểm tra thì vào cái chỗ chia sẻ màn hình đấy đấy để xem, để nhìn được chị đang kiểm tra máy của Phương. Tiếp theo là đến bảng phân bổ công cụ dụng cụ. Mọi người sang trang bảng phân bổ công cụ dụng cụ đi. Công cụ dụng cụ này là những công cụ mà mình mua về với số lượng ít nhưng giá trị lớn, dưới 30 triệu và nó có thể sử dụng lâu dài. Thì lúc đó mình sẽ hạch toán vào tài khoản 242 để hàng tháng mình phân bổ dần vào chi phí của doanh nghiệp. Vậy thì những công cụ này được mua từ năm 20 và đã được phân bổ đối với công cụ số 1 là 11 tháng và công cụ số 2 là đã được phân bổ là 4 tháng. Số tháng và giá trị còn lại này sẽ được kế toán khai báo sang đầu năm sau để thực hiện phân bổ, ghi nhận vào chi phí cho những năm về sau. Đến khi nào mà nó hết giá trị thì thôi. Đối với những công cụ mà hạch toán vào 242 mà để phân bổ dần thường thì sẽ là các công cụ như là tủ văn phòng hay bàn ghế hay máy tính, máy in mà dưới 30 triệu. Còn đối với những công cụ mà mua về với số lượng nhiều nhưng mà đơn giá ít, chỉ sử dụng một lần thì lúc đó mình sẽ nhập vào kho 153, sau đó sử dụng thì xuất kho ra sử dụng với nghiệp vụ là nợ cho 154, có cho 153. Còn ở đây là công cụ này thông qua tài khoản 242 nên là chúng ta làm như sau này. Vào phân hệ công cụ dụng cụ, chọn khai báo công cụ dụng cụ đầu kỳ. Ở đây có 2 công cụ dụng cụ thôi. Do đó mình sẽ hướng dẫn khai báo cho từng công cụ dụng cụ một. Và lát nữa mình cũng sẽ hướng dẫn cho cách khai báo nhập khẩu dữ liệu từ Excel trong trường hợp mà công ty có nhiều công cụ dụng cụ tồn kho đầu kỳ. Thì đối với lại 2 cái mã công cụ này, thứ nhất mã mình sẽ để là công cụ dụng cụ 01. Tên ở đây mình sẽ để là tủ sắt văn phòng. Loại nhóm bỏ qua, lý do ghi tăng bỏ qua. Đơn vị tính là cái hoặc chiếc. Số lượng theo như giáo trình là 2. Ngày bắt đầu ghi tăng ở đây là ngày 15 tháng 2. Thường ấy thì ngày ghi tăng sẽ là ngày ở trên hóa đơn. Đối với số kỳ phân bổ của công cụ dụng cụ thì không được phân bổ quá 36 tháng. Tủ sắt văn phòng ở đây giáo trình để là tổng số kỳ phân bổ là 15. Do đó ở đây mình chọn là 15. Số kỳ phân bổ còn lại là 4. Tại sao lại là 4? Bởi vì là ngày ghi tăng bắt đầu từ tháng 2, mình tính từ tháng 2 đến tháng 12 là phân bổ được tổng là bao nhiêu tháng nhỉ? Là 11 tháng. Vậy ở trên này mình sẽ điền là số kỳ phân bổ là 11 tháng. Giá trị của công cụ ở đây là 2 cái nên là giá trị của nó là 4.530.000. Mình sẽ điền là 4.530.000 vào đây, vào cột giá trị công cụ. Giá trị đã phân bổ. Cách tính giá trị đã phân bổ hay còn gọi là giá trị đã phân bổ lũy kế. Cách tính của nó như thế nào lên nhỉ? Như này, lấy tổng của giá trị công cụ chia cho số tháng. Tổng giá trị của công cụ chia cho số tháng rồi nhân với cái số thời gian sử dụng. Không phải. Trang, số thời gian đã phân bổ à? Không phải. Trang, giá trị đã phân bổ lũy kế bằng gì? Không, không biết rồi. Giá trị đã phân bổ lũy kế thì sẽ bằng số tháng đã phân bổ mà nhân với lại giá trị phân bổ của một tháng. Hay còn nói cách khác giống như Liên đang nói được nửa, tức là bằng tổng giá trị của công cụ chia cho tổng số kỳ phân bổ mà nhân với lại số tháng đã phân bổ, đúng không? Nó sẽ ra giá trị phân bổ lũy kế ở đây là 3.322.000. 3.322. Số tiền phân bổ hàng kỳ phần mềm tự động cập nhật chính là bằng tổng giá trị của công cụ dụng cụ mà chia cho tổng số kỳ phân bổ thì sẽ ra giá trị phân bổ của một tháng hay còn gọi là giá trị phân bổ của một kỳ. Tài khoản cho phân bổ ở đây là tài khoản 242. Khai báo xong một công cụ đầu tiên thì phải xuống đơn vị sử dụng, chọn đơn vị phòng ban sử dụng. Ví dụ như tủ sắt văn phòng này dùng cho bộ phận văn phòng thì mình phải chọn ở dưới này là chọn bộ phận văn phòng. Văn phòng ở đây thường sẽ là phòng kế toán hoặc phòng giám đốc gì đó. Còn nếu mà các bạn không có cái tên bộ phận văn phòng thì mình có thể nhấn dấu cộng để mình thêm. Nếu như mà mình quên mình chưa thêm. Ví dụ đây là bộ phận văn phòng, tên là bộ phận văn phòng. Sau đó nhấn cất thì phần mềm cũng sẽ tự cập nhật vào chỗ đơn vị sử dụng. Và dùng cho văn phòng thì tài khoản thiết lập phân bổ bao giờ cũng là 6422 theo thông tư 133 hoặc 6423 theo thông tư 200. Cái này là tài khoản chi phí này là để sau này cuối tháng mình tính phân bổ chi phí thì nó ghi nhận vào chi phí của doanh nghiệp thì mình không phải tự chọn tài khoản nữa. Khai xong một công cụ đầu tiên thì xuống bấm vào đây để thêm mới để khai báo tiếp công cụ dụng cụ số 2 và cũng điền đầy đủ các thông tin như ở trên giáo trình vào và cũng chọn đơn vị sử dụng là bộ phận phòng ban nào đó và cũng kiểm tra lại thiết lập phân bổ xem đã đúng hay chưa. Sau khi khai báo xong hai công cụ rồi thì lúc này mình sẽ nhấn cất. Đấy là cách khai báo thứ nhất. Tất cả ba chị em vào khai báo theo cách thứ nhất nào. Quay sang giáo trình và quay sang màn hình MISA. Đầu tiên là vào công cụ dụng cụ. Đúng rồi. Chọn khai báo công cụ dụng cụ đầu kỳ. Ở đâu ấy ạ? Trang chọn công cụ dụng cụ em ạ. Ở trên. Đấy, chọn khai báo công cụ đầu kỳ. Phương đang làm đúng rồi. Liên ơi, Liên viết xuống dưới, dòng trên cùng là dòng tìm kiếm Liên ạ. Viết xuống cái dòng nào mà bấm vào đây để thêm mới ấy. Loại nhóm lý do ghi tăng bỏ qua Phương nhé. Trang nhìn thấy khai báo công cụ dụng cụ đầu kỳ chưa? Ở đâu? Đây nhìn chị chỉ này, chị đang chỉ này. Mỗi lần khi khai báo xong này thì em để ý cho chị, mỗi một công cụ ở trên sẽ phải tương ứng với một đơn vị ở dưới. Như của Trang là Trang chưa chọn đơn vị ở dưới. Ở trên cũng chưa chọn này. Bộ phận văn phòng và thiết lập phân bổ em phải nhớ chọn là 642. Ok. Tiếp theo dưới này cũng vậy này, đơn vị sử dụng này em cũng chọn là bộ phận văn phòng và thiết lập phân bổ 642. Còn nếu như dùng cho bộ phận sản xuất hoặc gia công thì nó phải là 154. Và em hạch toán xong thì em phải để ý quan trọng nhất là cái cột giá trị còn lại của nó. Giá trị còn lại ở đây là 11.065.143 đồng. Thì bao giờ cũng phải bằng với lại dư nợ của tài khoản 242 trên bảng cân đối tài khoản 1.065.143 đồng. Nhìn thấy chưa? Đấy, phải bằng với lại dư nợ của tài khoản 242. Như vậy thì mới đúng. Còn nếu không thì phải kiểm tra lại. Tại sao bảng phân bổ công cụ này lại không khớp với lại dư nợ của tài khoản 242? Là do là mình làm sai chi tiết hay là do mình hạch toán sai tài khoản dẫn đến bị sai? Thì cái trường hợp mà để đối chiếu sai giữa giá trị còn lại trên bảng phân bổ công cụ và số dư nợ của 242 trên cân đối tài khoản này thì chị sẽ hướng dẫn vào cuối kỳ cuối cùng sau khi mà mình hoàn thành tính giá thành xong nhá. Còn bây giờ mình cứ hiểu là giá trị còn lại trên bảng phân bổ công cụ phải bằng với dư nợ của tài khoản 242 trên bảng cân đối tài khoản là được. Khai báo xong thì lúc này mình sẽ nhấn cất để hoàn thành việc khai báo. Phần mềm cảnh báo là phải nhập số dư tổng cho tài khoản 242 thì lúc này mình cứ nhấn đóng lại và mình sẽ nhập khi mà mình nhập cái số dư ở trên bảng cân đối tài khoản. Ở phía sau đây này, lúc nào mà mình nhập bảng cân đối tài khoản này thì mình sẽ nhập số dư cho nó sau. Và khi mà mình cất dữ liệu rồi thì phần mềm cập nhật ở trong phần ghi tăng chọn kỳ mà mình cần xem là năm nay chẳng hạn, lấy dữ liệu. Công cụ nào mà sai thì mình click mở công cụ đó ra để sửa lại cho đúng. Sửa xong thông tin đúng rồi thì mình lại nhấn cất như bình thường. Liên với Phương có xem được không? Tớ làm mất rồi lại phải đi làm lại. À thế à? Ok, làm lại đi. Của Phương, nó chị xem Phương làm đâu nào. Rồi. Tổng giá trị còn lại của em có bằng không? Xem ở chỗ sổ theo dõi này cũng được này. 11065143. Ok đúng rồi. Cách thứ hai ấy mà mình có thể làm nhanh Đối với lại công ty mà có nhiều công cụ dụng cụ đầu kỳ thì mình sẽ phải nhập khẩu. Phương với lại Trang quay ra màn hình chia sẻ để xem. Không được phép nhập trùng mã. Hình như nhập rồi ấy chứ. Liên nhập rồi mà. Nhập rồi còn nhập gì nữa. Nó mất rồi. Đây, nhập nó trong này mà. Nhập xong thì vào công cụ dụng cụ sổ theo dõi này này. Để mình xem. Đây là cái trường hợp mà mình nhập thủ công bằng tay thì mình ngồi mình phải nhập từng mã công cụ dụng cụ một nhé. Còn trong trường hợp, mọi người nhìn trên chia sẻ màn hình này. Còn trong trường hợp mà công ty nào mà có nhiều công cụ dụng cụ đầu kỳ thì vẫn vào công cụ dụng cụ, chọn khai báo công cụ dụng cụ đầu kỳ. Nhưng thay vì mình nhập từng dòng công cụ một thì mình sẽ chọn nhập khẩu từ Excel. Ở đây chưa có file mẫu của Excel bởi vì mình đang làm ở công ty khác, phần mềm khác nên là chưa có file mẫu của Excel thì mình phải nhấn vào chữ tải tệp dữ liệu mẫu xuống. Tải xuống thì mình sẽ phải điền các đầy đủ các thông tin vào cái tệp dữ liệu mẫu đó như mã công cụ, tên công cụ, ngày ghi tăng, tài khoản chờ phân bổ là 242, đơn vị tính, số lượng ở đây phải điền là đơn giá chứ không phải là điền giá trị, và điền giá trị đã phân bổ, tổng số kỳ phân bổ, số kỳ còn lại, số tiền phân bổ hàng kỳ, mã đơn vị sử dụng, số lượng đơn vị sử dụng sẽ bằng với lại cột số lượng ở trên này. Đối tượng phân bổ thì sẽ bằng mã đơn vị sử dụng. Tỷ lệ phân bổ là 100% và tài khoản chi phí nếu dùng cho văn phòng sẽ là 642, còn nếu dùng cho sản xuất thì sẽ là 154 theo thông tư 133. Và phải chọn khoản mục chi phí là sản xuất chung chấm dụng cụ sản xuất nếu mà làm theo thông tư 133 mà dùng cho bộ phận sản xuất thì phải chọn như thế này. Còn không thì chúng ta không cần phải chọn. Điền đầy đủ các thông tin vào cái file Excel như thế này rồi thì mình vào file chọn Save As để mình lưu lại vào một hồi nào đó trên máy tính. Lưu xong thì sang MISA này, chọn vào đường dẫn tệp dữ liệu. Mình vừa lưu ở trong phần download nên mình chọn công cụ dụng cụ đầu kỳ ở đây. Mình nhấn Open này. Nhấn tiếp theo. Ở đây không cần phải chọn cột nào đâu. Nhấn tiếp theo để phần mềm tự cập nhật. Nếu như mà phần mềm báo tình trạng là hợp lệ thì chúng ta đã khai báo đúng. Còn trường hợp báo không hợp lệ thì chúng ta phải sửa. Ở đây mã công cụ dụng cụ 01 và 02 là do ở trên data này mình đã chọn mã công cụ dụng cụ 0102 mình đã khai báo rồi nên là nó sẽ báo trùng. Như vậy mình sẽ đổi lại mã này để cho mọi người nhìn để nó nhập khẩu thành công này. Sửa xong thì mình nhấn lưu này. Lưu xong thì lại quay sang nhập khẩu lại từ Excel này. Lại chọn lại này. Nhấn tiếp theo này. Nhấn tiếp theo này. Lúc này phần mềm báo là hợp lệ. Hợp lệ đúng rồi thì mình nhấn thực hiện là được. Được chưa? Thay vì mình ngồi mình nhập từng mã một thì mình sẽ nhập khẩu như thế. Nhưng mà với điều kiện là cái dữ liệu này này nó phải được kết xuất từ một file Excel nào đó, xong rồi mình copy các thông tin từ file Excel đó sang file này. Chứ không phải là mình đánh hết nó vào file Excel này đâu. Nếu đánh như thế thì thà mình khai luôn ở trên này là xong. Đúng không? Còn đây trong trường hợp là ở file Excel khác mình cũng có thông tin của những công cụ dụng cụ đầu kỳ này rồi. Và bây giờ mình muốn copy thông tin ở file Excel đó sang những cái cột tương ứng ở trên file Excel mẫu của MISA. Sau đó mình nhập khẩu file mẫu Excel của MISA này lên phần mềm MISA thì như vậy phần mềm mới hiểu. Và khi mà mình khai báo thì cũng phải lưu ý mã của đơn vị sử dụng và mã của đối tượng phân bổ phải giống như mã mà mình đã khai báo ở trong phần cơ cấu tổ chức ấy, ở trên phần mềm MISA rồi. Ví dụ như đây là mã bộ phận văn phòng mà mình lại chọn mã ở đây là phòng kế toán chẳng hạn là phần mềm sẽ không hiểu bởi vì ở trên phần mềm lúc mình khai báo không có phòng kế toán, đúng không? Cái này là nói thêm để cho mọi người biết là nó sẽ có cái cách thứ hai là cách nhập khẩu dữ liệu từ Excel vào MISA thông qua file mẫu của MISA. Khi mà nhập khẩu xong thì mình đóng cái file này lại thì nó cũng hiển thị lên ở trong phần ghi tăng này cho. Phương với Trang nghe có hiểu không? Cái bước 1 ấy, cái bước 1 chủ yếu là quan trọng nhất là cái bước 1 thì mình có hiểu không? Có. Còn cái cách 2 là cái cách nhập khẩu từ Excel. thì chỉ cần nhớ là mình có một file Excel, công cụ dụng cụ đầu kỳ được xuất ra từ một phần mềm khác mà bây giờ mình muốn làm ở trên MISA, thì mình sẽ lấy cái thông tin ở file Excel mà mình xuất khẩu từ phần mềm khác đó ra, mình điền cái thông tin đó vào những cột tương ứng ở trên file Excel mẫu của MISA này. Sau đó điền đầy đủ xong thì quay sang MISA, nhấn nhập khẩu từ Excel và nhấn chọn đường dẫn đến tệp dữ liệu mà chúng ta vừa lưu file mà chúng ta điền của Excel ấy. Sau đó nhấn tiếp theo và nhấn tiếp theo là phần mềm sẽ tự động cập nhật. Trường hợp báo hợp lệ đầy đủ thì mình nhấn thực hiện. Còn trường hợp báo sai ở dòng nào, thông tin nào thì mình phải sửa lại ở trên file Excel này. Đúng, sửa xong rồi thì mình sẽ nhấn xếp lại. Sau đó sang MISA để thực hiện nhập khẩu lại dữ liệu từ Excel. Đấy là cách mà mình khai báo công cụ dụng cụ đầu kỳ nhé. Nhớ là trường hợp nào mà bị sai thì mình click mở ra. Đây như của Liên này, muốn bổ sung đơn vị tính vào đây chẳng hạn. Ví dụ như chiếc chẳng hạn thì mình sẽ mở ra, mình đánh vào. Sau đó nhấn lưu lại như bình thường nhé. Đấy là đối với lại công cụ dụng cụ nhé. Còn đối với tài sản cố định, sang trang tiếp theo đi. Đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định. Cái đăng ký phương pháp trích này ấy, thì công ty nào cũng phải có. Nhưng tùy theo từng chi cục thuế ấy, mà mình nộp bản đăng ký phương pháp trích này theo từng lần hay là nộp chung cho tất cả các tài sản. Có chi cục thuế thì yêu cầu là phát sinh tài sản nào thì nộp bảng đăng ký đó. Còn có chi cục thì chỉ cần nộp một bảng chung như thế này. Và từ những lần sau mua các tài sản khác về thì cứ thế tính khấu hao thôi. Thì tùy từng chi cục để mình làm nhé. Còn cái mẫu này, công ty nào mà chưa làm, giống như công ty Liên là công ty mới thành lập ấy, thì nhớ phải làm bảng đăng ký này để gửi lên chi cục thuế quản lý nhé. Còn đối với lại công ty của Phương với lại của Trang, các em chưa đi làm ở đâu, nhưng mà sau này khi mà em tiếp nhận công việc của kế toán của một công ty nào đó, em kiểm tra nếu như mà chưa có thì các em cũng bổ sung mẫu này vào. Bởi vì nếu như không có cái bảng đăng ký phương pháp trích này thì sau này quyết toán thuế, cơ quan thuế hỏi nếu không có để chứng minh là các em sẽ không được ghi nhận chi phí khấu hao tài sản cố định vào chi phí hợp lý đâu nhé. Một là thế, hai nữa là sẽ bị phạt mức thấp nhất 5 triệu. Bảng này thì không cần hạch toán lên MISA. Tiếp theo, bảng trích khấu hao tài sản cố định. Mọi người mở ra đi. Bảng trích khấu hao tài sản cố định này, theo thông tư 45-2013, thông tư của Bộ Tài chính quy định, thì những tài sản nào mà có giá trị từ 30 triệu trở lên thì nó được gọi là tài sản cố định và phải tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với mã và tên tài sản thì tùy từng công ty có ký hiệu thế nào để dễ theo dõi. Ngày ghi tăng và ngày bắt đầu tính khấu hao thường sẽ là ngày ở trên hóa đơn. Còn trong trường hợp là công ty mua về tháng 3 nhưng mà sang tháng 5 bắt đầu mới ghi tăng tính khấu hao chẳng hạn, thì lúc đó ngày ghi tăng sẽ là ngày của tháng 3, còn ngày bắt đầu tính khấu hao sẽ là ngày của tháng 5. Còn thường ấy thì sẽ mua về ngày nào thì bắt đầu tính từ ngày đó luôn. Như vậy cho sổ sách đẹp và mình không cần phải theo dõi lằng nhằng. Nguyên giá tài sản cố định là giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng cộng với lại các khoản chi phí liên quan như là chi phí vận chuyển, chi phí trước bạ đối với ô tô, rồi các chi phí liên quan nếu có, còn nó sẽ không bao gồm thuế giá trị gia tăng vào đây. Số kỳ tính khấu hao đối với lại tài sản cố định thì nhớ là phải căn cứ vào phụ lục 1 của thông tư 45 để đưa ra số kỳ tính khấu hao sao phù hợp. Số kỳ tính khấu hao này bao giờ cũng được tính theo tháng. Ở trên phụ lục 1 của thông tư 45 ấy, người ta sẽ quy định là năm, thì mình phải tự nhân ra để tính ra tháng. Số tháng đã sử dụng này được tính bằng bắt đầu từ ngày tính khấu hao đến cuối kỳ báo cáo. Ví dụ ở đây đã tính bắt đầu từ tháng 3 năm 2019 đến hết 31 tháng 12 năm 20, thì số tháng đã sử dụng ở đây là 21 tháng. Đấy. Mức khấu hao tháng được tính thế nào nhỉ Trang nhỉ? Bằng khấu hao một tháng nhân với bằng tổng giá trị của sản phẩm đấy, xong rồi chia cho số tháng sử dụng. bằng số 5 chia cho số 5, tổng nguyên giá chia cho số tháng, chia cho tổng số tháng mà mình phân bổ. Bởi vì ở đây mình tính là mức khấu hao tháng chứ không phải là tính theo mức khấu hao năm. Do đó mình phải lấy cột nguyên giá mà chia cho tổng số kỳ khấu hao theo tháng. Được chưa? Tiếp theo, hao mòn lũy kế bằng gì Liên ơi? Kế thì sẽ bằng mức khấu hao tháng nhân với số tháng đã sử dụng. Đúng rồi, chính xác. Mức khấu hao tháng nhân với số tháng mà đã sử dụng á. Đúng rồi. Bằng mức khấu hao của một tháng nhân với lại số tháng đã sử dụng thì sẽ ra được hao mòn lũy kế. Hao mòn lũy kế là nó được tính lũy kế dần dần lên. Ví dụ như là mức khấu hao một tháng là 10.885.000 thì số 21 tháng đã sử dụng thì nó sẽ lấy 21 và nhân với 10 triệu, thử nhân ra xem nó có đúng bằng với lại 228 triệu không? 228. Đúng không? Giá trị còn lại bằng gì Phương? Rồi, ok. Số tháng còn lại bằng số kỳ sử dụng chứ bằng số kỳ tháng đã sử dụng. Rồi, ok. Bây giờ đối với lại việc khai báo tài sản cố định này thì mình cũng vào phần tài sản cố định, chọn khai báo tài sản đầu kỳ. Và lúc này mình cũng điền đầy đủ các thông tin như mã tài sản, tên tài sản, loại. Loại ở đây phải chọn đúng. Ví dụ như ở đây nó là máy móc thiết bị thì mình phải chọn đúng là máy móc thiết bị. Tại sao phải chọn đúng? Bởi vì tí tổng nguyên giá của tài sản cố định này, phần máy móc thiết bị này, nó sẽ bằng với lại dư nợ của tài khoản 21112 máy móc thiết bị. Nếu như ở trên này tổng 21112 của nó là 1 tỷ 3, trong khi đó cái này nó đang là máy móc thiết bị mà mình chọn là phương tiện vận tải truyền dẫn chẳng hạn, thì lúc đó mình sẽ thấy được sự chênh lệch giữa tổng nguyên giá ở trên sổ tài sản này so với lại số dư nợ của tài khoản 211 chi tiết cho máy móc thiết bị, hiểu không nhỉ? Thế nên cái loại tài sản này mình phải chọn là chính xác. Và mình cũng điền đầy đủ các thông tin này vào. Đối với lại tài sản cố định thì không bỏ cột nào đâu, phải điền hết. Điền xong thì mình sẽ bấm vào đây để thêm mới, để thêm dòng thứ hai, và cũng điền các thông tin vào đầy đủ. Điền xong thì nhấn cất. Như vậy mọi người nhìn ở trên giáo trình và thao tác ở trên máy của mọi người xem nào. Chỗ đơn vị sử dụng trang sổ cái mũi tên màu đen xuống là nó có đơn vị sử dụng, chính là bộ phận đấy. Tài khoản chi phí trang này, tài khoản chi phí là 154 và khoản mục chi phí là sản xuất chung chấm dụng cụ sản xuất, sản xuất chung chấm dụng cụ sản xuất ở bên dưới này này. Đúng rồi, em chọn cái chi tiết ở bên dưới. Đúng rồi, đâu của Phương đâu chị xem nào. Chi phí sản xuất chung hay là chi phí dụng cụ sản xuất? Chi phí sản xuất chung khấu hao. Đây, cái này là khấu hao cho tài sản cố định nhé. Mã thống kê rồi, thống kê không cần. Rồi em bấm vào đây để thêm nữa, để em thêm tiếp mã. Chị xem của Phương nào. Cái đấy chỉ là hài toán theo cái chi công cụ nào, tài sản nào mà dùng cho bộ phận sản xuất thì mới chọn 154. Còn nếu dùng cho văn phòng thì vẫn là 642 và không cần chọn khoản mục đâu nhé. Phương mở của Phương chị xem nào. Phương ơi, những cái đấy nó tự nhảy đấy. Nếu mà nó nhảy không đúng tức là em đang điền sai. Đây này, em đang nhìn em điền giá trị tính khấu hao nó bị sai này. Giá trị tính khấu hao này nó chính là tổng nguyên giá của tài sản này. Bây giờ em nhấn chuột phải em xóa dòng, em copy cái này ra đã này. Ctrl C này, em copy cái này, em chuột phải em xóa dòng đi. Cái này nó là xe trộn đúng không? Tên này. Loại tài sản là máy móc thiết bị này. Đơn vị sử dụng là bộ phận sản xuất này. Ngày ghi tăng là ngày bao nhiêu đấy? 25 tháng 3 2019. Thời gian sử dụng của Phương 96 tháng. Đấy, khi em điền như thế phần mềm tự cập nhật cho em. Cái này của nó đúng là theo như giáo trình của nó là 75 tháng. Phương ơi, điền ở trên này là 75 tháng nhé. Điền theo như giáo trình. Nguyên giá 1045. Rồi, bây giờ phần mềm tự cập nhật hao mòn lũy kế và giá trị còn lại đúng không? Em thử nhìn ở trên giáo trình xem đúng không? Ha mòn lũy kế 228 593750. Rồi, giá trị còn lại đúng rồi. Giá trị khấu hao tháng. Đúng rồi. Rồi ở đây Phương để ý này, tài khoản chi phí là 154 bởi vì cái này dùng cho sản xuất, và khoản mục chi phí phải chọn là sản xuất chung khấu hao nhưng mà dùng cho sản xuất. Đấy chưa? Sau đó em lại bấm vào đây để thêm mới, để em thêm tiếp cho chị tài sản cố định tiếp theo. Nó tự nhảy từ cái trên xuống thì mình phải tự đánh lại. Giá trị tính khấu hao là lấy cái gì nguyên giá em? Ở bên cạnh là nguyên giá, xong bên cạnh là giá trị tính khấu hao. Những cái này đều là sản xuất chung khấu hao đấy. Đúng rồi, sản xuất chung khấu hao nhưng mà dừng cho sản xuất nhé. Như kiểu phương tiện vận tải thì sẽ là cho phương tiện vận tải, phương tiện vận tải thì dùng cho bộ phận văn phòng. Hai cái trên ấy, hai cái trên là dùng sản xuất. Trang hạch toán xong chưa em? Em mới đến được ngày thứ hai. Còn cái thứ ba nữa, phương tiện vận tải chuyển dẫn tiếp. Tại thứ ba là không ghi, cần ghi khoản mục chi phí đúng không? Đúng rồi. Chỉ khi nào mà mình hạch toán vào 154 ấy, theo thông tư 133 thì mới phải chọn khoản mục chi phí. Còn hạch toán vào 642 thì không chọn khoản mục chi phí, nhớ nhé. Hạch toán xong kiểm tra tổng nguyên giá và tổng hao mòn lũy kế, xem đúng với lại sổ tài sản là trên giáo trình không. Cột nguyên giá ở đây là 1 tỷ 925 triệu, đúng nhỉ? Mà của Phương 1 tỷ 925 triệu đúng rồi. Hao mòn lũy kế 420.062.004 đồng, bằng hao mòn lũy kế ở trên giáo trình. Rồi ok. Để chị làm một cái bảng so sánh nha, mọi người nhìn nha. Thông tư 133, thông tư 200. Thông tư 133 thì thứ nhất, đối với việc xuất kho thì nghiệp vụ hạch toán của nó sẽ là nợ cho tài khoản 154, có cho tài khoản 152. Còn đối với lại thông tư 200, nếu mà xuất kho nguyên vật liệu sản xuất thì nó sẽ hạch toán là nợ cho tài khoản 621 là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, có cho tài khoản 152. Theo thông tư 133, nếu như mà hạch toán lương hoặc gia công hoặc dịch vụ thì nó sẽ là nợ cho tài khoản 154, có cho tài khoản 334. Còn đối với hạch toán lương cho bộ phận sản xuất gia công, nếu theo thông tư 200 thì nó sẽ hạch toán nợ cho tài khoản 622, chi phí nhân công trực tiếp, có tài khoản 334. Còn đối với các chi phí chung như là phân bổ công cụ dụng cụ thì lúc này nó sẽ hạch toán nợ tài khoản 154 theo thông tư 133, có tài khoản 242. Còn theo thông tư 200 thì nó sẽ là nợ cho tài khoản 6273 là chi phí sản xuất chung, dụng cụ sản xuất. Còn đối với lại chi phí chung mà theo thông tư 133 khi mà tính khấu hao tài sản cố định thì nó sẽ là nợ cho tài khoản 154 và có cho tài khoản 214. Còn theo thông tư 200, đối với lại tài sản cố định thì nó sẽ là nợ cho tài khoản 6274, chi phí sản xuất chung khấu hao. Còn đối với các khoản chi phí chung khác mà mua ngoài, theo thông tư 133, chi phí chung khác mua ngoài, theo thông tư 133 thì sẽ là nợ tài khoản 154, có tài khoản 111 nếu thanh toán bằng tiền mặt, hoặc 331 nếu như chưa thanh toán. Còn theo thông tư 200, nó sẽ là nợ cho tài khoản 6277 hoặc 6278 và có 111 hoặc 331. Thế như vậy, các em đã nhìn rõ được sự khác biệt giữa thông tư 133 và thông tư 200 chưa? Thông tư 200 thì nó có tài khoản 621 cụ thể này, 622 cụ thể này là nhân công trực tiếp này, 627 là chi phí chung này. Nhưng thông tư 133 thì nó sử dụng chung là tài khoản 154 cả cho nguyên vật liệu, cả cho lương, cả cho chung, đúng không? Nếu như bây giờ theo thông tư 133 mà nó không chọn khoản mục chi phí tương ứng thì phần mềm nó sẽ không hiểu được là chi phí này là chi phí của cái nào. Nó tổng hợp hết lên 154 nhưng nó sẽ không hiểu được 154 này là chi cho cái gì, đúng không? Do đó nếu như chi nguyên vật liệu thì mình phải chọn khoản mục chi phí chung là nguyên vật liệu trực tiếp. Còn nếu như nó chi lương thì mình phải chọn là nhân công trực tiếp. Còn nếu như mà nó chi phí chung cho phân bổ công cụ thì nó phải chọn sản xuất chung, dụng cụ sản xuất. Còn nếu như nó chung cho tài sản cố định thì phải chọn sản xuất chung chấm khấu hao. Đúng chưa? Thì lúc này mình mới hiểu được là số tiền này là của nguyên vật liệu, số tiền này là của nhân công và số tiền này là của sản xuất chung. Đấy, còn đối với thông tư 200 thì nó rõ là 621 là nguyên vật liệu, là mình biết được đây là 621 rồi. Đây là 622 và đây là 627 là chi phí chung rồi. Nhưng theo thông tư 200 thì cuối kỳ nó sẽ thêm một bút toán kết chuyển. Kết chuyển chi phí nợ cho tài khoản 154 có tài khoản 621, 622 và 627. Như vậy cuối kỳ thông tư 200 này nó cũng kết chuyển sang 154. Thế thì thông tư 200 nó sẽ đi vòng qua 3 tài khoản 621, 622, 627. Còn thông tư 133 nó hạch toán trực tiếp vào tài khoản 154 luôn. Thấy không? Đây này, cuối cùng nó cũng là nợ cho 154 đây này. Và có 621, 622, 627. Thế thì bây giờ thay vì nợ 621, 622, 627 thì nó chỉ cần nợ 154 này vào đây là được, đúng không? Nhưng mà chẳng qua thông tư 200 nó sẽ đi thông qua 3 tài khoản này. Còn thằng thông tư 133 này thì cuối kỳ nó không cần bút toán kết chuyển chi phí này nữa, bởi vì nó tự hạch toán thẳng vào 154 này rồi. Do đó nó sẽ không có bút toán này nữa đâu. Và nó lại không có bút toán này thì nó sẽ lại thêm một cái khoản mục chi phí này, buộc mình phải chọn. Thế thôi. Đó là sự khác biệt giữa hai thông tư 133 và thông tư 200, và tại sao tài khoản 154 phải chọn khoản mục chi phí. Còn riêng 642 không cần phải chọn khoản mục chi phí, bởi vì 642 nó kết chuyển sang 911 để xác định hoạt động kinh doanh chứ nó không tham gia vào tuyệt tính giá thành. Do đó nó sẽ không cần chọn khoản mục chi phí nữa. Phương hiểu chưa? Câu này hôm qua Liên cũng hỏi đấy. hiểu. Mình chỉ cần nhớ là thông tư 133 thì tất cả các chi phí để tính giá thành tập hợp 154 nên phải chọn khoản mục tương ứng. Còn thông tư 200 nó chi tiết cho từng loại chi phí rồi nên theo thông tư 200 không cần phải chọn khoản mục chi phí. Và 154 thì nó tham gia vào tính giá thành nên phải chọn khoản mục. Còn 642 thì nó tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp, tiếp chuyển sang 911 nên cũng không cần phải chọn khoản mục chi phí.